Ai, Nông nghiệp đẹp xin chào tất cả các anh chị trồng lan đang xem video. Trước mặt anh chị đây là cây hồ điệp mà ở video trước em đã làm. Đó là cái cây mà bị em bỏ rơi cả mấy tháng trời, chẳng có tưới phân, tưới nước gì hết trơn á. Thì tình trạng của nó là coi như là yểu xèo sắp chết rồi. Lá thì nhăn nheo lòi gân lùm lá hết trơn hết á. Rễ thì bò ra khỏi chậu đi kiếm nước nhìn thấy thương. Rồi sau đó em đã đưa video clip lên và chia sẻ với anh chị về sản phẩm Super Kali của thầy Tám. Anh chị nào mà muốn biết cái biểu hiện của nó lúc đầu như thế nào á thì có thể xem lại cái video clip của em, video cũ của em. Nhìn vào tình trạng của nó bây giờ so với là tình trạng của nó lúc làm video cũ thì anh chị có đánh giá gì về cái sản phẩm Super Kali này không ạ? Thật tuyệt vời đúng không ạ? Rễ đã bắt đầu có sức sống và xanh trong trở lại. Lá thì đã dựng đứng lên, mặc dù chưa có hồi phục hoàn toàn, vẫn còn mấy cái lá chân chưa có đưa lên được. Nhưng mà với cái tình trạng phục hồi như thế này thì mình nghĩ chỉ khoảng một tuần nữa thôi thì những cái lá chân của nó cũng sẽ giọt lên mà thôi. Em đánh giá rất cao các sản phẩm của thầy Tám Ngọc, nhưng mà em cũng không ngờ là nó có thể phục hồi nhanh và mạnh đến như thế này đâu. Em cứ nghĩ là phải khoảng cả tháng hoặc là tháng rưỡi thì may ra nó mới có cái trạng thái ổn định kia. Nhưng mà bây giờ chưa tới 7 ngày thì dòm lại nó đã có sức sống rồi. Chúc cho những anh chị mà có cây hồ điệp nào bị như em vậy đó thì sau khi ứng dụng cây hồ điệp của mình sẽ sống trở lại và đẹp hơn. Chúc anh chị thành công. Nói tới đây thôi, nếu như các anh chị muốn mua sản phẩm Super Kali chính hãng của thầy Ấm Ngọc thì liên hệ với em số điện thoại phía bên dưới. Thêm nữa các anh chị hãy đăng ký kênh và nhấn luôn vào cái nút chuông phía bên cạnh để có thể cập nhật được những video mới mà em đưa lên sau này. Xin cảm ơn các anh chị.